Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay những video tiếp theo về tựa game Rubik. Thì hiện tại là mình đang ở đảo Tân Thủ anh em à. Thì sau khi xuất hiện thì mình thấy một loạt trác quỷ nè anh em. Rất là nhiều trác quỷ ha. Thì nhìn cái con nhân vật của mình y chang là HH Nomi anh em à. Trời đất ơi, trác quỷ gì nằm la liệt nhiều dữ rồi trời. Trác quỷ nằm như rác luôn anh em. Chắc là do là cái game mình bị lắc ha. Rồi bây giờ mình sẽ reset lại là coi như mọi thứ kết thúc chấm hết anh em à. Sẽ không còn cái cảnh tượng này đâu. Nó vẫn còn luôn anh em à. Con mình đi không được luôn ha. Nó lỗi luôn rồi anh em. Dạng lỗi nó lắc nó giật quá, reset không được luôn. À nè 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 nè. Nó đang hiện ra từ từ nè anh em. Cái game này sao mà nó lắc nó giật tung chảo dầu vậy nè. Khổ quá anh em ơi. Vừa vào có một hai bạn vào đây nè, chắc là mình nghĩ là cũng fan mình hay sao đó anh em. Trời đất ơi, chơi cái gì mà giọng cái nghe tràn trời lên láng dữ à. Reset lại đi anh em. Reset lại cũng không được luôn. Chuyện ngộ khôi khỉ gió bà bắn gì thế. Mình cảm thấy chuyện gì ngộ ngộ nha. Rồi 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 rồi, rồi thoát game anh em. Nè, trác quỷ quá trời nè, em lấy đi. Tao cũng nó nằm la liệt khắp nơi nè anh em. Vãi thiệt chứ, vào cái máy mình lắc thôi. Reset lại lần nữa không được thì mình ra game luôn anh em. Ra game vào lại ha, chắc là game nó lắc nó giật đó anh em. Lắc giật tung chảo dầu luôn anh em à. Rồi anh em chờ một tí ha, mình sẽ lon game lại thêm một lần nữa anh em à. Đây. Đó. Thế là mình tiếp tục join in vào cái tựa game này anh em. Nó vẫn còn lắc anh em à. À ok rồi. Lúc nãy là nó cho mình vào thẳng game luôn anh em. Nên là lắc giật ở đây trái quỷ quá trời luôn anh em à. Nhưng mà lụm không được thì cũng ức chế lắm chứ bộ. Thấy thèm cũng chảy chì chảy nhớt chứ bộ anh em. Chả chơi đâu. Rồi đi nè. Bay lên coi. Ê cái gì vậy, cái gì vậy? Trái quỷ nằm hả? Hình như là mình thấy một bạn nào đó chứ không phải là trái quỷ anh em à. À, bạn nào mặc cái áo của Đông Flamingo đó anh em. Ở trong cái game này mình thấy cái áo của anh trong Flamingo là cái áo sọp nhất. Cái gì đây? Cù cút cua gì đây? Trời đất ơi, cua nữa chứ. Quái vật biển à. Đụng mình là coi như là cái con cua này là nó chuẩn bị nó bán lúa giống tới nơi rồi anh em. Anh em thấy mình bay không tụt power luôn ha. Anh em thấy chưa? Đây là gọi là cái sự hiện diện của đỉnh cao. Sao cua? Con cua kia léo tao hả? Léo. Đó là dạng bắn chỉ thiên, bắn cảnh cáo thôi. Để cho nó hồi lại anh em. Bắn lại nè. Chóng nhíu lo gần. Một phát một là coi như là cua biến mất liền anh em. Bày đặt. À hả? Hả con hả? Mày hả mày cua. Mày đừng có hó hé trước mặt tu ri nữa hả? Sao mày còn hoài vậy, mày dai quá à. Trời, nó dai thiệt chứ. Từ để mình hồi phục tinh thần cái đã anh em. Con cua này lì chứ. Cua lì này. Chắc là phải giác dạng đại pháo bắn nó kìa mới ớn anh em. Rồi đứng đây dạng chờ đợi tí đi anh em. Chờ đợi cho cái lóng power của mình nó hồi đi ha. Thì cái lóng power này có một số anh em bảo đó là mình lên cấp độ bao nhiêu thì cái lóng power này nó sẽ lên theo như vậy. Hoặc là tăng stamina. Thì mình nghĩ là có thể là anh em nghiên cứu cái game này nhiều hơn mình. Có thể là anh em nói đúng. Thì cái lúc mà mình farm hơi bất ghi đó thì mình nghĩ là chắc là cái cấp độ mình lên được khoảng 3-4 cấp gì đó anh em. Nên là cái lóng stamina nó cũng tăng theo luôn ha. Có thể là như vậy. Cũng có thể là mình tăng stamina sau đó là cái lóng power nó lên. Còn có thể là mình lên cấp sau đó là cái lóng power nó mới lên. Mình cũng không biết là gì hết. Tại vì anh em comment nói như vậy thì mình nghe như vậy ha. Chắc mình nghĩ là cái giai đoạn mà tăng cấp sau đó là cái lóng power nó lên sẽ chắc cú chắc chắn hơn là cái lúc mà mình tăng stamina anh em à. Chắc là vậy rồi. Rồi bây giờ thì không nói cái chuyện đó nữa anh em. Cái chuyện đó mình nói riết rồi. Mình không biết là mình nói cái gì hết. Nên là bây giờ mình sẽ lại bay đầu dậm cổ gua này ha. Đủ gì á. Cù. Bự luôn anh em. Trác quỷ mà bự được dưới nước. Đỉnh thiệt chứ. Cù. Ghê hả ta. Gua dữ rồi hả. Chụp cái thumbnail cái gua. Mày hả mày. Mày đưa cái mỏ ác mày ra đây bắn cảnh cáo mày đó. Chả xi nhê gì nó cả anh em à, nó ra nữa. Cua nỉ lì. Cua này không biết là quýnh nào chết nữa. Lợi con đá luôn kìa. Mày hả cua. Cua kỳ anh em. Lợi mày đá nhẹ cái biến mất ra nữa. Thôi bỏ đi.
không chơi nữa anh em à. Cái trò này mình cảm thấy là nó không có vui rồi. Và mình nghe một số anh em đồn đại á, là trái quỷ ở trong game này á, chúng ta dục ra cái số tiền nhỏ nhất là 50.000 Billy để có được trái quỷ. Chẳng hạn như là một bạn nào đó cho mình trái quỷ mà bạn đó là muốn cho free mình luôn anh em à, không lấy tiền, nhưng mà anh em bấm số 1 nó cũng ra 50.000 ha. Mặc định của game này là dục trác quỷ ra cho bạn khác lụm là 50.000 rồi anh em à. Anh em có thể đặt giá sau đó dục ra cho mấy bạn khác lụm ha. Anh em đặt 1 triệu Billy, bạn đó lụm vào rồi coi như chua chát lắm anh em. Nhưng mà mình nghĩ là mấy bạn đó đã được 1 triệu Billy thì không có lụm trác quỷ của anh em đâu. Tại vì hiện tại ở trong cái shop này nè anh em, đây 199 200.000 Billy là mua được trái rồi anh em. Cần gì mà phải lấy 1 triệu Billy ra là mua mua trái quỷ từ anh em, hay là lụm trái quỷ của anh em dục ra thì cảm thấy là nó không thỏa lắm hết anh em. Rồi bây giờ mình đi đảo khác đi nữa, cũng con cua đó nữa. Con cua đó mới gặp mà giờ gặp nữa hả? À, mình mới bay từ hướng đó bay qua mà anh em. Rồi bây giờ mình đi hòn đảo khác ha. Coi coi, đây là đảo Hửng Quai. Đảo 200 rưỡi mình qua rồi là đảo Bết Ghi. Vậy kế đến là đảo 500. Đảo 500 mình sẽ tiến bước qua đảo 500 xem thử cái đảo đó sẽ có nhân vật hầm hố làm lố nào ở bển anh em. Mình qua mình sẽ chờ nhân vật đó cho tất cả anh em và mọi người xem nè. 50k được Moku và Hito đó. Thì cái đó là cái giá khởi điểm mà dục cái trác quỷ ra rồi anh em, không cho free được ha. Nên là anh em muốn xin trác quỷ từ những bạn khác hoặc là những YouTuber khác á thì anh em phải chuẩn bị 50.000 Billy hết anh em, để anh em lấy một trái quỷ từ những bạn khác và những YouTuber khác ha. Chứ thật sự là cũng muốn cho anh em lắm, tại vì muốn để 1-1 hoặc là để 0-0 đó anh em, cho anh em mà không được, tại vì mình nghe mấy bạn khác nói vậy thôi thì mình biết sao mình nói y lại vậy anh em mà. Thì nếu mà có sai gì cũng mong anh em thông cảm bỏ qua ha. Rồi mình qua đây mình sẽ gặp ông nội nào đây, ông nội nào đứng như trời trồng đây vậy, nào đây nào như level 400 mấy ứng à, nữa lại là bắn đít. Bắn đít link shot à, cái khả năng thiện xạ tầm xa. Cái ai đây nào mà đầu bơm sờm như tổ chim tổ quạ vậy, qua đây có được cái dàn nạn của gửi shot nè anh em, mà mua làm cái gì mà mua bản cáo thị đâu trời, có gì vậy đó, làm gì mà anh thấy mình nhảy vui dữ, người ta làm như là chúc mừng năm mới. Con cua đó mình thấy chán đời quá, mình thấy con cua là mình thấy cảm thấy là chán nản rồi. Rồi bay đi bay đi, bây giờ nó hết tốn stamina nè anh em. Cái gì đây? Bạn dây hả, dây VN 12 nè. Trời ơi mấy bạn này fan mình không chứ ai nữa. Nhận cáo thị sang ư short đâu, ư short đâu, ư short à, cái thằng đầu tổ chim tổ quạ bù xù như cái ổ ong này hả, là ư short đó hả? Mình tưởng đâu là dạng ma trời ma da lên bờ chứ trời đất ơi. Ư short để mình lại mình xem hình thù hình dáng thôi. Được, ư short mấy nay luyện nội công thâm hậu anh em, đứng toàn đứng trên không không à. Anh em nghe qua haki quan sát rồi, haki vũ trang, còn ư short này là luyện haki bay lượn nè anh em. Anh em thấy chưa, đây là gọi là đỉnh cấp của nghệ thuật. Từ từ để mình cắm xuống, mình thấy nó 1.400 mình sợ quá anh em à. Chống hả, chống hả, hánh ư short, tắt trác quỷ đi anh em, quýnh trác quỷ nó văng. Chống đi ư short, cái thằng này bị gì vậy, bị phong gánh giật hay sao ạ? Đâu đòn short đâu rồi, mình chà short cho anh em coi. Làm gì mà cứ bay lượn trên không, mình vui lắm hả? Bay hả, bay bay thiệt chứ, để mình đứng dưới mình bầu mình ngoạm như là một cái con dạng con sói mà thèm ăn thịt chim bay trên cao đó anh em. Đâu luôn rồi, thoát ẩn thoát hiện như như assassin chứ. Xuống rồi, đi nữa rồi anh em, lên không trung bay lượn trên cao rồi, đâu có đánh mình được, quýnh rưa không à. Đứng dưới đất là hánh hánh số tiêu rồi anh em, mà sao hánh sót gì tới 1.400 dữ người ta, sao cảm thấy nó chợt mang đắng khoe môi. Em biết em sai rồi mà vì sao anh sót không đánh anh ơi, đánh em cho em sung sướng đi nè. Thôi bỏ đi anh em, hết thuộc lời luôn rồi, tới đó thôi là bỏ tay. Ồ được 44 điểm anh em à, nâng đi ha, nâng đi nâng đi.
Anh em nào cứ có điểm là nâng ha, mình nói trong video trước rồi. Anh em để dành là anh em tự bóp tự hại anh em đấy, chả chơi đâu. Tại vì anh em bây giờ cấp 3.000 nhưng mà anh em không nâng điểm này thì anh em cũng dạng như máu giấy anh em à. Nên là anh em có điểm thì anh em nâng ha. Chứ để nó nhiều cũng ngán lắm anh em. Để nó nhiều phải nói là nhìn vô số ngán ngẩm luôn á. Nên là anh em đạt được điểm nào thì anh em cứ nâng điểm đó đi. Đừng có tiếc của anh em. Tiếc của là cái hại sẽ về anh em nhiều. Tại vì người ta cấp 6-700, người ta cấp 1.000 mà anh em cấp 3.000 mà anh em không nâng điểm đó thì anh em thua người ta là chắc rồi. Còn thằng sốt này thấy mình dạng điên thì sao, có ba nhảy múa kìa anh em, thấy tức không? Thì chứ móc súng bắn nó dạng chém cảnh cáo á, rồi bắn nó không được luôn anh em, như đàn gãy tay trâu à. Thằng sốt này thiệt, chọc ma chọc cò mình lên rồi, bay lên. Hên là có trác quỷ bay, không có trác quỷ bay mình cũng chả biết làm gì cả. Wow, hốt liền. Không, chơi vậy cho mất máu nhiều. Làm gì mà bay lượng thì ứng nghe bắn đi. Cầm cái thằng nạn chi thì gớm áo gì hả. Trời cô, sò lông. Mình coi mình kêu Đông Pha Bingo là sò lông không à anh em. Tại vì thấy nó mặc cái áo lông lá không à. Mà nhìn thân hình uống như một con sò. Cái áo là giống như là cái vỏ sò đó anh em, là trùm Đông Pha Bingo là anh em thấy không. Đó, còn cái thân thể Đông Flamingo là dạng ốm tăm teo là cái thân sò ở trong anh em à. Nên là mình kêu sò lông không à. Thấy nó là kêu sò lông à. Đúng sao mà nó đi ngoài được hay à. Ừ, xuống biển chà luôn. Xuống dưới Long Dương chơi luôn rồi xong. Đi đời nhà ma rồi anh em. Lara chết ngắt rồi. Rồi có nữa, thoát hiện nữa, sắp chết rồi. Sắp chết mà còn lì. Giờ bay bóp về hả trời. Quýnh thánh ư sót mà anh em có thấy ai khổ như mình không? Lặn xuống trà luôn trời ơi. Ăn trắc quỷ ăn chứ. Sợ gì. Rồi xong rồi anh em. Tiêu diệt được thánh sót rồi. Mình nâng, anh em thấy mình nâng toàn trend không? Lên 200 luôn trời ơi. Chứ sao. Đó 1200. Đó phải cho nó chuẩn phết vậy á. Thiệt đánh thằng ư sót này mình mệt ghê luôn. Rồi xong. Một giọng một. Bạn đó có thân hình của một con sò lông cuối cùng cũng uy tiên và tiền anh em, bạn đó cấp nhiều à. Để mình coi coi. Bạn đó phải cao cấp hơn mình chứ. Cấp nhiều cũng chưa để ý kỹ nữa mà mình thấy thánh sót đá cái là coi như bạn ấy đi đời nhà ma. À, trăm mấy anh em. Bạn đó hình như trăm mấy phải không? 141 anh em à, thua mình xa. Mình có thể tiêu diệt bạn ấy để lấy tiền ghi nã đó anh em, chả chơi đâu. Thôi mà thôi. Không có chơi vậy anh em, làm người ai làm thế. Anh em quánh cho câu nữa, không làm thế sao làm người anh. Rồi đi. Mình nhận cái nhiệm vụ mình hốt mấy lính ở đây thử như thế nào hả anh em. Lệnh truy nã của anh em nhiều quá. Để mình xé lệnh truy nã, mình đi truy nã mới được. Nói vậy thôi chứ nhận vụ đi anh em. Vụ này nó ít hơn anh em à. Mình đánh có 5 con à. Vụ này là mình đánh đến 12 con. Một con là Haki kiếm. Một con là dạng bắn đích. Dạng bắn trộm đó anh em. Xạ thủ à. Ồ. Nhìn cho nghe hầm hố người ta. Làm lố đó anh em, hầm hố gì. Mình biết mà cái thứ làm lố. Nè, sử dụng lực trái quỷ nè, nè, bắn cho rưa nè, nè. Làm lố, thấy gì chưa? Làm lố không? Quạt rưa không mà. Tự quạt văng tới đằng đây luôn em. Không biết gì đâu, mà đảm bảo không biết gì đâu. Chết, có thằng chết. Cung cơm. Đây nữa nè. Tự ổn đã. Mà quýnh mình cũng chả biết gì hết. Mình thấy nó xịt một cái làn lửa xanh lên là coi như cái thằng đó mất tích rồi anh em. Mình không biết thằng đó nó bay đi đâu nữa. Bay dạng Tây Thiên gặp Như Lai rồi anh em à. Rồi tiếp tục chiêu tê ha. Gì vậy? Gì mà sao không thấm thía gì nữa hết rồi. Trời ơi mình thổi nó bay lên trên cành cây luôn nè anh em. Mày. Có trái này anh em khò mình nói là đánh boss là không sợ. Chỉ cần đứng trên nhiễu nhiễu tư tư là ngon lành cành đào. Nhưng mà mình thấy là chả ngon tí nào anh em.
nó đánh đi là những cái hiệu ứng khối lửa của nó dữ dội dằn dện thiệt. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mấy lính nó bay cao quá, bay xa bay cao và bay luôn mệt mỏi lắm. Nên là bây giờ dẹp rác quỷ vô đi. Nó dạng dạng mình bóp bình thường là từ nãy giờ xong rồi anh em. Mày đặt diễn sâu chưa rác quỷ chi. Trời ơi mình 353 mà mình quýnh thằng cấp 500. Ủa sống dễ dữ vậy. Đục nhẹ đít là chết rồi anh em. Tội nghiệp nhỏ heo. Đằng đây. Nhìn thấy là quấn cái đầu là anh khó ưa rồi. Chết, hoàn thành được một thằng này ha. Nói đúng hơn là hoàn thành được một nhánh nữa anh em. Tại vì nhiệm vụ này phân ra hai nhánh. Một nhánh là chúng ta đánh một thằng kiếm, một nhánh là chúng ta đánh cái thằng bắn tỉa tầm xa. Đây bắn tỉa tầm xa hả? Bắn tỉa tầm xa rưa chưa câu ăn. Game này dễ farm thiệt anh em, game này đúng easy luôn á. Giờ mình đứng đây mình me mình farm này cũng đủ bo đủ chuẩn rồi anh em. Cần gì? Nó lú đầu ra là chết, lú đầu ra là chết. Cái gì vậy? À chết rồi mà. Hai con nữa anh em. Một con nữa thôi. Cỡ mà farm game này mà giống cái tựa game One Piece Rank Trial đó anh em. Trời ơi nó ngon nó chắc vô đói. Anh em đặt auto lit là ngon lành cành đào luôn. Rồi xong. Đó. Để mình coi mình nâng cái gì lên. Cái này lên 700 đi anh em. Cái này thì mình lên khoảng đâu 830 đi ha. Điểm ác quỷ mình nè lên cao cao lên anh em. Mình giờ mình canh mình phải đặt vô cái điểm này mới được. Đó. Mình coi à 2009 rồi anh em à. Kỳ vậy ta. Mình từ nãy giờ mình lên cấp cũng dữ dội dằn dện lắm mà. Giờ lại lần nữa này anh em lại đi ha. Xem thử coi cái anh em nói ở trên channel mình á, lên cấp là nó tăng cái power đó đúng hay không, hay là tăng stamina thì nó mới lên. Đó, mình phải xác định rõ ràng cụ thể anh em à. Rồi bây giờ đây mình qua đây mình gặp Thánh Ưu Sót. Thánh Ưu Sót sẽ cho mình cái câu trả lời thỏa đáng. Xuống đây coi. Làm gì bye bye trên trở này sao quýnh. Ừ đứa đó đi. Rồi cái tán thánh đó dằn 8m50. Thánh đó cắt luôn cái dằn nạn rồi anh em. Đâu dám móc dằn nạn ra nhục quá mà. Ớn rồi quýu rồi. Thấy Phượng Hoàng bất tử mà cô ớn rồi. Dạng ứng cơm thêm cháo. Đâu nè cháo nè. Trời ơi cầm cháo lòng đón đãi tận tình tận tay vậy thôi chứ. Tầm bài giật. Giật như khỉ mắc kinh phòng. Làm như phòng gánh. Lấy đâu rồi shot. Rồi xong rụt tùng shot rồi anh em. Để mình coi. À lên anh em ơi, lên. Lên ha. Mình lên hình như là được cấp á anh em. Trời ơi. Lên nó quá trời luôn anh em. Nãy là 54 lên 5 cấp á. 354 giờ 359. Để mình coi mình nâng stamina thử xem nào. Nè nâng stamina vẫn nhảy nè anh em thấy không? Nhảy rõ ràng ha. Đó vậy là mình lên cấp thì nó nhảy cái điểm stamina, sau đó là nó mới nhảy cái này ha. Vậy là cái này là phụ thuộc vào stamina 100% nha anh em. Mình bây giờ mình đã biết rồi ha. Thì anh em nói rất là nhiều cái rồi, cái này là lên cấp nó tăng, rồi cái này là stamina nó mới tăng. Thì mình cũng không biết cái nào, và hôm nay mình kiểm chứng á. Thì trong lúc mà anh em farm á thì nó lên cấp anh em, sau đó là cái stamina nó nhảy một điểm đó anh em. Đó thì nó sẽ lên được nhí đó. Anh em thấy nè, mình tăng stamina nó nhảy nè ha. Đó mình chứng rõ ràng cho anh em luôn rồi đó. Ở đây mình tăng điểm này cao lên 4.5 đi. Trời ơi khó khăn gì. Đó ngon chưa, chất chưa. Còn con cua ở ngoài cứ đứng me nhìn mình hoài à. Mình cảm thấy là mình thèm nó rồi nha. Mình thèm thịt cua lắm. Dạo này trời Tết rồi anh em à. Gần Tết rồi trời ơi. Bắt cua này về làm súp cua ăn. Phải nói là chuẩn cơm mẹ nấu. Trời ơi hai con chứ không phải một con hả. Hai con vậy bắt con đi, cho con đi. Làm gì ở ngoài biển cả đống hả. Nhớ con rồng con rắn gì mới ra đi. Cho nó đủ bộ cam lê làm bộ cam sên đi chứ. Làm gì ăn đậu đây. Thấy đậu đây mình thấy mặt là mình ứa rồi. Thấy là mình ứa phổi rồi anh em à. Mày hả mày. Trời ơi không sao. Không sao, nó vẫn còn duy trì cái trạng thái mắc nết ở đây. Mày hả câu ăn mắc nết không? Vô lua liền. Vô đập cánh nè. Thấy gì chưa? Nó không thấm thía gì hết anh em.
Con cua này làm sao mà đụng nó một cái biến mất, đụng nó một cái biến mất, sôi gan sôi bọt mình lên chứ. Đậu ở biển đó làm tới gì vậy trời? Dạng dạng chọc ma chọc cò mình lên hay sao đó anh em coi nữa nè. Càng nè tao đậu nghe càng này mày mày ngon mày kẹp một cái đi, tao khen mày hay mày kẹp một cái thôi là mày hay lắm luôn á. Không kẹp đậu quýnh cái càng nó không sao anh em. Mình đi xuyên thấu trong cái càng nó luôn nè, cua này bị lỗi rồi anh em à. Anh em thấy không? Đi xuyên thấu trong cái càng luôn mà. Sao mà nhìn cái con cua này mình nghĩ lại cái trái ác quỷ Magu ta y chang, có khác gì. Anh em để ý cái con rồng của trái Magu Magunomi á. Đó. Giờ nè, đó anh em đừng có nhìn cái càng đó, anh em thấy này đi. Y chang khác gì. Con cua này là hiện diện của Magu rồi anh em à. Đô đốc chó đỏ là thường thường là thả chó đúng không anh em? Bây giờ đô đốc chó đỏ người ta chuyển sang nuôi cua rồi, chơi thả cua không à, không còn thả chó như lúc xưa nữa anh em à. Ở bên đảo này đảo nào đây? Mình lết sát trường nghề qua cái đảo nào luôn rồi anh em. Đảo này đảo nào ạ? À? Mới từ bên kia mình tẻ qua bên đây. Rồi rồi mình gặp Thánh Ushot một lần nữa rồi anh em. Có ai có Devil Root không cho em đi? Trời ơi có anh cũng cho rồi. Và cái game này á, mình nghe anh em nói á, là giữ trái quỷ trong người hoài được luôn ha. Cái gì vậy? Mình chả biết gì cả. Mình như một cái bông hoa làm như mong manh dễ vỡ. Mới qua đứng đứng một cái mình không biết cái vụ nổ gì mà anh tiện đưa vong hồn mình đến lại cái đảo Ushot này anh em. Và trái quỷ trong game này được giữ trong người nha anh em. Chẳng hạn như trong người anh em trên phím số anh em giữ bốn trái quỷ thì anh em chết hay là anh em làm cái gì cũng sẽ không mất ha. Anh em sẽ duy trì được cái trái quỷ trong người, cũng giống như là ở cái game tít quanh biết mình nói lúc trước đó anh em. Mình nói là phải có một cái game nào đó hoặc là game tít quanh biết là làm mà những đô đốc rồi những cái nhân vật nào hầm hố có khả năng năng lực trái quỷ để trấn thủ cái hòn đảo. Hiện tại là game Rubik đã làm được rồi ha. Sau đó kế đến là trong ngừ đó thì phải cho giữ được trái quỷ, cuối cùng game này cũng làm được luôn rồi hết anh em. Phải nói là chắc vô cùng vô đối luôn anh em à. Nó phải vậy chứ, game ít ra cũng phải giữ được năng lực trái quỷ anh em à, vậy mới có hứng thú để chơi. Mà đúng hơn á là giữ được trái quỷ anh em. Nói giữ năng lực trái quỷ thì nghe nó dạng nó chung chung quá. Năng lực trái quỷ thì ai ăn trái quỷ vào mà giữ không được anh em. Nói đúng hơn là giữ được trái ác quỷ trong người sau khi thoát game mà nó sẽ không mất trái quỷ ha. Trên hai trái anh em chứ hiện tại là mình đang giữ một trái nè. Trái này mình ăn rồi anh em à, nói giỡn thôi. Còn trái mà chưa ăn ha, vẫn giữ được luôn nha anh em. Nên là anh em có trái quỷ anh em cứ lụm cứ lua không sao cả ha. Anh em giữ trong người, sau đó là trong lúc mà anh em giục ra anh em có thể đặt ra một cái giá tiền. Chẳng hạn như bạn nào bút xa là gà chết, anh em đặt ở đâu 500.000 bili mà trái quỷ bán ở trong shop này là có 200 bili anh em, 200.000 chứ lộn, 200.000 bili mà bạn đó lỡ lít vào 500.000 bili để mua của anh em, vậy thì bạn đó lỗ hết một trái ác quỷ anh em. Bạn đó cố gắng farm tí nữa là mua được thêm hai trái nữa đó anh em, chả chơi đâu ha. Mình nói vậy có thể là anh em chưa hình dung ra được. Bây giờ thì giải thích nhiều á thì nó rối quá đúng không anh em? Nó rối nùi à, làm như là tơ giò vậy anh em. Mình đính chính lại ha. Là nếu mà anh em nào mà có 500 ngàn đó, mà lỡ có một bạn nào đó hay là fan của anh em hay là bè bạn của anh em mà giục trái quỷ ra, lỡ mà nó dính dính đó anh em, không đặt 50 ngàn, đặt 50, 3 số 0 đằng sau đúng không anh em, là 50 ngàn. Nhưng mà bạn đó là đặt 50, 4 số 0 đằng sau là coi như là anh em mất trắng, coi như là 500 ngàn là coi như biến mất. Nên là mình khuyên anh em á, anh em lượm trác quỷ nhìn kỹ cẩn thận giùm mình ha. Cẩn thận là cái con số 53 số 0 đằng sau hay là con số 54 số 0 đằng sau, có khi xuất hiện con số 55 số 0 đằng sau nữa anh em, là chua chát tình con bậu luôn đó anh em. Rồi ok anh em. Vậy thì mình cũng cảm ơn anh em đã bỏ không ít thời gian ra để theo dõi video của mình trong ngày hôm nay ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tựa game Robit nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.